Xin kính chào các bác. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác một mặt trống mà với các tiêu chí như là rẻ, độ bền cao và được làm thủ công. Thì với cái tiêu chí như vậy thì ngày hôm nay em sẽ đưa ra cho các bác một mặt trống mà rất được nhiều các bác quan tâm của bên em. Đó là mặt trống hàng gò các bác nhé. Hàng gò bằng tay, thủ công thúc nổi các cái họa tiết để nó nổi lên các bác ạ. Và mặt trống em giới thiệu với các bác đây thì đang có cái đường kính là 80cm. Và mặt trống này thì đã được sắt vàng hoàn toàn rồi, nên là khi các bác nhìn thì sẽ rất là sang trọng và nó sẽ nổi được cái màu vàng của chiếc trống, của chiếc mặt trống này rất là đẹp các bác nhé. Và đây, kích mặt trống này cũng tương đối khá là nặng bởi vì là nó khá là lớn nên là nó sẽ được nó sẽ khá là nặng các bác ạ. Và như các bác có thể nhìn thấy này, trước mắt các bác toàn bộ hoa văn của mặt trống được thúc nổi, hoàn toàn lên. Và để làm sao mà được để thúc nổi được các cái họa tiết này thì như thế này đấy ạ. Cái mặt trống này nó sẽ không quá dày các bác nhé. Cái mặt trống này thì được làm từ đồng vàng thôi, nhưng mà nó sẽ không quá dày, nó sẽ không dưới độ dày của nó thì sẽ dưới 1 ly. Và các cái, bởi vì nó phải có cái độ mỏng vừa phải và cái độ dày vừa phải thì mới có thể thúc nổi lên được các cái họa tiết như thế này để nó sắc nét và nó đẹp, các cái họa tiết được thúc nổi lên các bác nhé. Và chất liệu được làm từ đồng vàng nên là cái giá thành của nó thì sẽ không quá cao. Thì đối với các bác có thể là làm quà tặng này hay là các bác treo ở trong nhà của mình thì cái độ bền của nó cao và cũng như là cái giá thành của nó thì khá là vừa phải, không bị hàng không bị đắt quá, như không bị giá cao như là các cái hàng đúc liền khối, hoặc là các bác có thể là nó không quá rẻ nhưng cái hàng nó bị mỏng hơn. Thì cái giá tầm này thì các bác nhà em mua rất là nhiều luôn cái hàng này, bởi vì nó vừa đẹp này, nó vừa được làm thủ công, cũng như là cái giá thành của nó thì lại khá là vừa phải, phù hợp với tất cả các bác có thể là sử dụng được cái mặt trống này các bác nhé. Và mặt trống này thì nhà em thì có rất là nhiều các kích thước khác nhau từ bé cho tới lớn, và các bác muốn sắt vàng hay là muốn vẽ nền lên thì nhà em đều làm theo yêu cầu của các bác được. Và nhà em thì cái chế độ bảo hành thì sẽ bảo hành chất lượng đồng trọn đời cho các bác, nên là khi các bác mua hàng thì hoàn toàn yên tâm về các sản phẩm của nhà em. Và ở trong video của nhà em thì trong cái kênh của nhà em đấy ạ, có rất là nhiều các cái loại mặt trống hay là các cái tranh trống khác nhau, các cái loại quả trống để các bác có thể tham khảo. Các bác có thể vào kênh của trống đồng Đông Sơn để các bác tìm hiểu thêm các loại trống, các loại mặt trống và các mặt hàng của bên em các bác nhé. Và các bác có thể liên hệ với số hotline là 0911 518 494 để bên em có thể tư vấn tới các bác các sản phẩm nó được tốt nhất để gửi tới quý khách hàng ạ. Và xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.